giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Những Sao Việt sau ly hôn vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình người cũ, khiến khán giả ngưỡng mộ. Bên cạnh những cặp sao cạch mặt ồn ào hậu ly hôn, showbiz Việt có rất nhiều nghệ sĩ được khen ngợi văn minh vì sao tan vỡ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người cũ lẫn gia đình đối phương. Một trong những sao nam khiến công chúng hết mực ngưỡng mộ vì cách ứng xử khéo léo hậu ly hôn chính là Thanh Bình. Theo đó, chồng cũ của Ngọc Lan không chỉ được khen ngợi vì giải quyết vấn đề ly hôn văn minh mà còn nổi tiếng là chàng rể cũ rất được lòng bố mẹ Ngọc Lan. Được biết, suốt gần một năm ly hôn vừa qua, Thanh Bình tuy ít nhắc đến Ngọc Lan, nhưng vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi sức khỏe của bố mẹ cũ. Hình ảnh Thanh Bình quây quần cùng gia đình vợ cũ khiến công chúng ngưỡng mộ. Tuy hôn nhân giữa anh và Ngọc Lan đứt gánh giữa đường, nhưng họ vẫn giữ cách ứng xử văn minh. Tình cảm tốt đẹp giữa Trizy Phương Trinh và mẹ chồng cũng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của công chúng. Dù hiện tại Trizy Phương Trinh và Bằng Kiều đã đường ai nấy đi nhiều năm, nhưng mẹ của Bằng Kiều vẫn luôn coi cô là con trong nhà. Đặc biệt khi Trizy Phương Trinh công khai có bạn trai mới, mẹ của Bằng Kiều cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp. Nói về những sao Việt được lòng gia đình người cũ, chắc chắn không thể không nhắc đến Vân Hugo. Được biết sau khi ly hôn với chồng cũ, nữ MC tài năng và gia đình chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trong những sự kiện đặc biệt của Vân Hugo, bố mẹ chồng của cô vẫn xuất hiện và dành sự ủng hộ hết lòng. Phải nói rằng, việc giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người cũ lẫn gia đình đối phương sau ly hôn là điều không hề dễ dàng. Qua đó có thể hiểu, các sao Việt trên đều là những người giàu tình cảm và có cách đối nhân xử thế tuyệt vời mới làm được điều văn minh ấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.